Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Đình Hữu nhá. Thì hôm nay em Hữu làm một cái thiết bị đốt này rất là đặc biệt. Cái này làm cho bác ở bên trong bác ở bên trong Bình Dương. Bác ấy về bác ấy đốt những cái hầm ủ than ấy. Bác ấy có 27 cái hầm ủ than và bác ấy bảo là bác ấy đặt một cái này về để bác xem, nếu mà ok bác ấy dùng thử một phát xem công suất thế nào rồi bác ấy sẽ đặt những cái tiếp theo. Đây cái này của nó cấu trúc của nó như này, nó là một cái dạng đầu đốt ngang đó, đầu đốt nằm ngang. Nhưng mà cổ bác là cái hầm của bác là cái hầm xây. Cái hầm của bác ấy xây sẵn rồi, thế nên là nó không thể nào mà di chuyển được. Cái cách mà chúng ta di chuyển đó chính là di chuyển cái đầu đốt này để cho đốt thay củi. Cái đầu đốt này về nhà các bác sẽ sử dụng dầu nhớt này, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái cái mà chúng ta trong một quá trình chúng ta hầm than ấy, nó sẽ có một cái chất dầu nó chảy ra, cái dầu nó rất là cháy. Vậy nên các bác sẽ dùng cái chất dầu và các bác cái đốt. Cấu trúc của cái lò này, cái đầu đốt này nó sẽ gồm hai phần. Phần này của nó là phần nòng đốt làm bằng thép đúc nhập khẩu Liên Xô dài 1 cm trở lên này. Còn cái phần đằng sau này, đây, cái phần đằng sau này là cái phần motor quạt. Còn đây là cái đường cấp nhiên liệu cho nó. Các bác ấy về các bác ấy dùng cái tinh dầu chiết xuất cái nhựa ấy, trong cái quá trình chúng ta ủ than ấy, nó ra một cái loại nhựa cháy rất là, nó như sệt sệt giống như dầu nhớt đấy, và nó rất là cháy. Các bác ấy làm cái nhiên liệu các bác ấy đốt luôn. Đây, cái của các bác ấy nó đặc biệt ở một chỗ chính là cái hầm nó xây sẵn rồi, và cái khe hẹp giữa hai cái hầm nó rất là nhỏ. Khe hẹp giữa hai cái hầm nó chỉ có tầm 50 phân thôi, thế nên bắt buộc mình sẽ phải làm cho các bác ấy là có bánh xe để các bác ấy đùn ra đùn vào. Khi nào đốt xong thì các bác sẽ đùn vào bên trong. Còn cái cửa miệng đây, cái cửa miệng của cái hầm của bác là hầm xây bằng gạch, cái cửa miệng nó chỉ có hai viên gạch thôi. Hai viên gạch của nó, cái gạch đỏ, gạch chỉ của chúng ta ấy, thì nó sẽ hai viên gạch thì nó tương đương với tầm độ 12 x 20. Cái miệng này của nó tầm 12 x 20 thì mình cũng sẽ làm cho nó tầm độ 12 x 20 để về chúng ta có thể đút được. Ok, bây giờ em Hữu sẽ khởi động cái nồi lên để cho bác thấy được cái công suất của nó và cách thức nó hoạt động như nào các bác nhé. Ok, sau khi chúng ta đã cho một ít dầu nhớt ở bên trong này để mồi các bác nhé, chúng ta sẽ cho một ít dầu nhớt vào trong rồi nó tầm được một đốt ngón tay này được. Xong chúng ta sẽ cho ấy vào đây. Đây, chúng ta sẽ cho giấy bìa cắt tông này. Cho giấy bìa cắt tông mọi người nhé, hoặc là giấy vệ sinh cũng được. Đấy, chúng ta cho hết ở bên trong này. Các bác nhớ là cho nhiều chút nhé. Đây. Chúng ta cho nhiều chút vào bên trong này thì đến lúc mà nó dễ cháy hơn nhiều. So với việc là chúng ta cái giấy này nó không đáng là bao nhiêu cả, nên chúng ta đừng tiết kiệm làm gì. Các bác ấn nó xuống để cho nó ấy, ấn nó xuống để cho nó ngấm dầu vào. Chúng ta phải ấn cái giấy này xuống nhé, để cho nó ngấm dầu đâu đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ châm lửa chúng ta đốt. Thì sau khi chúng ta đã cho giấy xong rồi thì chúng ta đưa giấy vào đây chúng ta mồi nha. Thì mình một tay mình cầm điện thoại, một tay mình ấy nó hơi khó quay các bác ạ. Và mình sẽ để tầm độ 30 giây mọi người nhé, 30 giây tới 1 phút.
để cho bắt đầu là cái giấy bìa nó cháy mạnh và bắt đầu chúng ta sẽ sau một thời gian được khoảng độ tầm độ 3 đến 5 phút thì bắt đầu nó cháy mạnh nữa nhá. Ở ban ngày do ban ngày là cái ngọn lửa để chúng ta khó nhìn nó, nhưng mà bây giờ em có thể đo nhiệt độ để bác cùng xem. Đây, cái ngọn lửa nó đã phun dài rồi, nó đã phun dài ra bên ngoài tầm độ 50 đến 70 phân được các bác nhé. Đo để cho bác cùng xem. Nó rơi ở tầm độ 500 độ, các bác, gần 500 độ. Các bác cứ thoải mái, các bác đốt hầm than tuyệt vời luôn.